Nhận thức đúng, cửa hạnh phúc mở ra. Một, đời người. Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời. Chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời. Chọn đúng môi trường, vui vẻ một đời. Chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời. Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời. Những điều gì khiến cho ta chọn đúng? Đó là phước đức và thiện duyên ta đã gieo trồng trước đó. 2. Những cái nhất của con người. Sức khỏe là món quà quý nhất, biết đủ là giàu có nhất, lương thiện là phẩm chất tốt nhất, quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất, từ ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất. 3. Hạnh phúc. Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Nếu nghĩ thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàng đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn đã là hạnh phúc. Phúc lộc xuất phát từ cái tâm. Sống với lòng luôn chính trực thẳng ngay, ắt sẽ có phúc lớn. 4. Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước. Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều là nhân, và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó là tiềm ẩn và trổ quả vào lúc khác. 5. Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mọi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta, chứ không phải bất kỳ ai khác, tạo nên số phận của mình. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng là điều hoan hỷ tự tại. Khi trong tâm tràn đầy trí tuệ, thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn thấy được chân lý. Con người vẫn hay than phiền, không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng. Bạn không cần phải tìm kiếm, chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động trước dục vọng. Không vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày, thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết. Còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét. Người có trí tuệ, khi ở một mình sẽ quản thúc tốt tâm của mình và coi đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Còn khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ tự quản tốt cái miệng của mình và coi đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể chữa trị tất cả mọi đau khổ. Thấu hiểu chính mình là cội nguồn hạnh phúc. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn. Nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình. Có một câu nói cổ của người xưa:
biết người là người khôn ngoan, tự biết mình là người sáng suốt. Quả thật, người biết xem ra vẫn còn một việc dễ dàng, biết được chính mình mới khó, do vậy càng quý giá hơn. Nhiều khi nỗi bất hạnh của chúng ta bắt đầu từ việc không thể hiểu mình. Biết mình chính là biết vị trí thích hợp của bản thân đang ở đâu. Biết mình chính là biết bản thân là ai. Ở đời, việc khó làm nhất là làm chính mình. Và tiền đề để trở thành chính mình là nhận ra bản thân mình. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang làm những gì bạn muốn, bạn không phải lo lắng về ánh mắt và ý kiến của người khác, và bạn không phải quan tâm đến việc bạn được chào đón bằng hoa hay bị chế giễu. Khi nhận ra chính mình, bạn sẽ không còn lạc lối vì nó nữa. Bất kỳ quyết định nào của bạn cũng khiến bạn hài lòng. Biết mình là biết rõ bản thân đang làm gì. Nếu bạn nghĩ rằng bạn béo, bạn nên giảm cân. Bạn nghĩ rằng kiến thức của bạn hạn hẹp, bạn nên học tập. Nếu bạn muốn nhìn thế giới, bạn nên đi xa. Nếu bạn muốn tình thương, bạn nên cho đi. Nếu bạn thấy tâm mình còn ích kỷ, hẹp hòi, bạn nên rộng lượng. Khi bạn mệt mỏi, bạn nghỉ ngơi, chợp mắt hay ngủ ngon lành. Bạn biết mình là ai, mình muốn làm gì và mình muốn trở thành người như thế nào. Vì vậy, bạn tự lên kế hoạch, thiết kế và tạo dựng cuộc sống của chính mình. Biết mình mới thực sự là yêu bản thân, chấp nhận bản thân và thay đổi chính mình. Cuộc đời của bạn là một cuốn tiểu thuyết. Bạn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này. Đồng thời bạn cũng là đạo diễn. Bạn có thể sắp xếp ổn thỏa và diễn xuất tốt. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn. Nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình. Tất nhiên, chấp nhận không có nghĩa là bao dung và bỏ qua có chọn lọc, mà là thay đổi những gì có thể thay đổi, bù đắp những khuyết điểm, sửa đổi khiến bản thân trở nên tốt hơn. Đây cũng là một điều đáng mừng. Nếu bạn biết chính mình, trái tim bạn sẽ không lạc lối. Nếu bạn biết chính mình, bạn có thể tìm thấy hướng đi của cuộc đời. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể sống tốt cuộc sống của chính mình. Hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể đạt được những cảnh giới mà bạn muốn. Biết mình là một loại hạnh phúc. Nhà Phật có câu đáng để ta nằm lòng: biết người là thông minh, biết mình là giác ngộ. Cảnh giới của sự thông minh thấp kém hơn sự giác ngộ nhiều lắm. Đừng chỉ nghe một chiều mà vội phán xét đúng sai. Tử Cống hỏi Khổng Tử: có một người bị cả làng nói xấu, có xấu không? Khổng Tử nói: chưa chắc. Tử Cống hỏi tiếp: một người được cả làng nói tốt, có tốt không? Khổng Tử đáp: chưa chắc. Tự Công lại hỏi: vậy làm sao biết được người tốt, kẻ xấu? Khổng Tử trả lời: phải xem cái làng ấy là làng tốt hay xấu đã. Một làng xấu thì người tốt nhất của làng ấy thường là kẻ xấu nhất. Bao nhiêu người có được cái nhìn như Khổng Tử, hay vừa nghe xấu liền tin xấu, vừa nghe tốt liền tin tốt. Đừng chỉ nghe một chiều đã vội phân biệt đúng sai. Thời gian là thước đo chuẩn xác về sự đúng sai của con người hay một vấn đề. Chỉ có điều là chúng ta không đủ sức nhẫn nại để có được câu trả lời của thời gian. Vì thế mà đâm ra phán xét vội vàng
và quá nhiều người đã bị hố. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Đời người phúc họa tương sinh, trong phúc có mầm họa và trong họa tất đã có phúc. Bạn nên suy nghĩ một chút, khi bạn khó khăn thống khổ, chẳng phải chính là lúc để rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường, một tinh thần vững chãi hay sao? Bình an là phúc. Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, đang sống trong tranh đấu, hiểm nguy. Chúng ta được sống trong bình an thì nhất định là đại phúc. Khỏe mạnh là phúc. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày trên thế gian có bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người nằm viện. Chúng ta khỏe mạnh, tráng kiệt, vậy không phải là đã có phúc rồi sao? Sống chân chất là phúc. Suy nghĩ một chút, xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá, lại bị thông minh hại. Vậy nên có lúc chỉ muốn làm kẻ khờ. Thông minh khó, khờ khạo khó. Từ thông minh chuyển sang khờ khạo càng khó. Buông tay ra, lùi lại một bước, lòng yên ổn. Chịu thiệt thòi là phúc. Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người khôn lanh, rốt cuộc có mấy người là khôn thật sự? Có rất nhiều người cam chịu thiệt thòi, luôn phải gánh chịu nhiều hơn. Nhưng từ xưa đến nay, người cam chịu thiệt thòi so với người khôn lanh thì luôn hạnh phúc hơn. Sống hiến dâng là phúc. Suy nghĩ một chút, trời đất tại vì sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì trong trời đất không phải vì chính mình mà tồn tại, cho nên mới lâu dài. Ánh nắng mặt trời, không khí tại sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì mặt trời, không khí bằng lòng giao hết cho muôn loài, cho nên mới lâu dài. Bởi vì đất trời vô tư, vô ngã, chỉ cống hiến làm điều tốt cho muôn người nên mới vĩnh miên. Từ xưa đến nay, biết sống hiến dâng chính là phúc. Mọi niềm vui của thế giới này đều đến từ mong ước hạnh phúc cho tha nhân. Mọi đau khổ của thế giới này đều đến từ mong muốn lạc thú ích kỷ cho bản thân. Chìa khóa mở cửa hạnh phúc, yêu thương. Yêu thương chính mình không phải là điều trái với giáo lý Phật giáo. Đức Phật không dạy chúng ta đừng nên yêu thương chính mình. Mặt khác, xả bỏ tính vị kỷ và luôn yêu thương người khác cũng chính là cách tự thương yêu mình. Thực ra, thực hành Phật giáo chính là cách hay nhất để tự lợi và lợi tha. Vì lợi tha trong nghĩa rốt ráo của nó cũng bao hàm tự lợi. Lý do khiến con người không thoát khỏi được khổ đau vì họ không nhận ra và thực hành đúng tinh thần của giáo lý. Thậm chí có người học thuộc rất nhiều kinh điển, thuyết giảng và giải thích rất trôi chảy, nhưng đau khổ vẫn hoàn khổ đau. Tất cả những hành động của chúng ta đều không ngoài mục đích là muốn có được hạnh phúc bằng cách quan sát chính mình và quan sát những sinh vật. Chúng ta nhận ra rằng tất cả đều giống nhau ở chỗ là điều mưu cầu hạnh phúc. Khổ đau là điều chúng ta không mong muốn và hạnh phúc là điều chúng ta mưu cầu. Chỉ với thân tâm này, chúng ta có thể ngăn ngừa tất cả khổ đau phát sinh, và với thân tâm này, chúng ta có thể tạo dựng hạnh phúc. Tại sao như vậy? Bởi vì khổ đau và hạnh phúc đều không phải đến từ bên ngoài mà đến từ trong tâm của chính chúng ta. Vì vậy,
từ nơi thân tâm của chúng ta mà chúng ta có thể loại trừ khổ đau và thực hiện được an lạc hạnh phúc và thực hiện giác ngộ giải thoát. Giây phút mà bạn đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng xảy ra cho bạn vì tương tự như bạn đang đứng trước một ngọn núi to lớn. Nhưng giây phút mà bạn dẹp bỏ bản ngã đi thì vấn đề không còn tồn tại nữa, như ngọn núi đã hóa thành đất bằng. Ví dụ, người bạn yêu thương không còn đối xử tốt với bạn nữa, không còn yêu thương bạn nữa, thì cũng là một vấn đề lớn. Nhưng khi bạn quên đi bản ngã, bạn sẽ không còn xem đó là một vấn đề. Chính sự thay đổi tâm bạn sẽ giúp chuyển đổi tâm người yêu của bạn, vì bạn không còn ích kỷ, hẹp hòi. Bạn trở nên dễ chịu, dễ thông cảm và dễ tha thứ cho nhau. Chính điều này làm cho người yêu của bạn yêu mến bạn hơn, và đây cũng là cách hay nhất để yêu thương chính mình. Khoan nói đến chuyện đạt được giác ngộ, giải thoát, sự xả bỏ đầu óc chấp thủ, vị kỷ cũng mang lại nhiều hạnh phúc, an bình cho bạn. Bạn thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, ngay cả khi bạn chẳng biết gì về giáo lý. Nếu bạn biết xả bỏ nguyên nhân của mọi rắc rối trong cuộc đời, bỏ đi cái tự ngã mà đã làm bạn luôn luôn kêu gào như một em bé: tôi không hạnh phúc, tôi không hạnh phúc, tôi không hạnh phúc, thì bạn sẽ tìm được hạnh phúc và sự bình an. Ngược lại, dù bạn học hỏi được nhiều giáo lý bao nhiêu đi nữa, nhưng tâm bạn luôn cố chấp tự ngã, luôn kêu gào: tôi không hạnh phúc, tôi, thì đau khổ sẽ đeo đẳng bạn mãi hoài. Yêu thương mình theo cách đó sẽ có nghĩa là yêu thương dục vọng, yêu thương sự chấp thủ, và bạn sẽ trở thành nô lệ của dục vọng, nô lệ của những suy nghĩ xấu. Và đây chính là kẻ địch nguy hiểm nhất đã ngăn cản bạn tiến đến giải thoát. Xin nguyện chúc cho quý vị thân tâm được an lạc tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí tuệ giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.